Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Vĩnh Long, đến dự họp có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác chuyển đổi số. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng đề ra đã đạt và vượt kế hoạch, như 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán đạt 66%, mục tiêu năm 2022 đạt 65%. Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 11,27%, mục tiêu đề ra là 7%. Một số công tác chuyển đổi số được các bộ ngành địa phương nỗ lực thực hiện, đạt kết quả khả quan. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận phân tích những khó khăn hạn chế để có giải pháp khắc phục, tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số trong năm 2022. Các đại biểu cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao trách nhiệm cho các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới.